tác động của các bạn thú rừng nè. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vẽ thôi. Thì đầu tiên á, là mình có sử dụng những cái màu nước và màu acrylic như thế này để mình vẽ với các bạn. Đó, vào có một cái tờ giấy A3 lớn rất là dày nữa để cho nó không có bị nhăn cái giấy khi mà mình tô màu nước đó. Đây là màu của mình nè. Đây, thôi bây giờ chúng ta cùng vẽ thôi. Có hai cái lớp như thế này luôn nha, rất là nhiều thú vật dễ thương luôn. Còn đây chính là bức tranh mà mình đã vẽ nè. Đó, ở trên đây thì chúng ta có thể thấy là có hai cái cây rất là to. Và đây là một cái hồ lớn nha. Đây là một cái sân chơi nho nhỏ. Đây, khu rừng này có tên là khu rừng chiếc vàng vì nó có một cái con đường đua vàng như thế này nè. Còn bên đây chính là một cái ao, đó có thể để cho những cái bạn thú vật ở đây chơi. Còn đây là một ngôi nhà rất là đặc biệt nha. Đây là một cái khu chỗ ở cũng rất là đặc biệt luôn đó. Thôi bây giờ chúng ta cũng bắt đầu vào câu chuyện thôi. Vào một buổi sáng đẹp trời tại khu rừng giác vàng, chim cánh cụt mẹ ơi, hè này chúng ta sẽ làm gì nào? Chim cánh cụt mẹ đáp, hè này mẹ sẽ chỉ con bơi nhiều kiểu nha. Con cũng muốn đi bơi nữa. Rồi vậy là chúng ta sẽ đi bơi nè. Ủa, mình sẽ rủ thêm bé Út nữa ha. À, con không chịu đi bơi đâu. Trời ơi, bé Út nhăn rồi nè các bạn. Thôi, mình phải đi bơi để mình vừa có sức khỏe. Với lại đây cũng là một cái môn thể thao cần thiết nữa. Chúng ta đi thôi. Đây là một cái ao quen thuộc nè. Bây giờ chúng ta xuống bơi thôi. Út sẽ bơi gần ngay bờ nha các bạn. Đó. Đây, còn đây là chim cánh cụt cả đó. Mình sẽ bơi xa một tí. Đây. Còn đây, mình sẽ chỉ bạn. Đây là chị cả nè, chị ba đúng không? Đó, bơi. Chúng ta sẽ bơi ở đây nha. Hôm nay thì trời nó không phải là quá gắt đó. Có một bạn chim cánh cụt màu hồng rất là độc lạ luôn nè. Mình sẽ lại chơi với lại bạn Út nè. Đó, dễ thương quá các bạn ơi. Đây là một cái bộ tộc chim cánh cụt luôn nha. Và ngoài ra thì sẽ có một bạn dịch. Đó, bạn dịch thì đang đi tắm nắng buổi sáng. Và chúng ta cũng sẽ có gia đình hải đăng và đỏ nha. Đó, chúng ta đều bơi ở đây nè. Bơi để cho chúng ta có một cái sức khỏe thật là tốt đúng không? Ủa mà sáng sáng sớm mà ai mà ồn ào dữ vậy nè. À thì ra là gia đình chim cánh cụt, Hải Ly và Bịch đang bơi à. Thôi các bạn cứ bơi đi, mình sẽ ngồi đây cổ vũ cho các bạn nha. Mẹ ơi mẹ, làm sao để có thể trao được như mẹ vậy? Chúng ta phải rèn luyện thể dục thường xuyên nè, tập luyện các môn thể thao nè. À bây giờ mẹ sẽ dẫn con đi chơi bóng rổ nha. Dạ được. Đó, đây là một cái sân bóng rổ nhỏ nhỏ ở trong khu rừng này nè. Đây, con sẽ đứng ở đây. Chúng ta không có băng thì chúng ta sẽ lấy đỡ trái táo nha. Và đây là cái rổ trên cao kia. Bây giờ con phải thảy vào cái rổ này thì mới càng ngày càng cao được. Để mẹ sẽ thảy trước cho con nha. Đây, bây giờ hươu cổ mẹ sẽ thảy trước cho bạn hươu cổ con học hỏi nha. Thảy lên. Chúng ta phải nhảy lên. Đó, qua rổ rồi nè. Bây giờ tới con nha. Sẽ cố gắng qua được cái rổ luôn. 1, 2, 3, cho coi. Con phải rèn luyện thường xuyên thì nó mới có thể vô được rổ. Thôi bây giờ con cứ tập đi, tập cỡ 100 lần thì chắc có thể vô được đó. Mình quyết tâm phải cao lên. Đúng, thảy
lỗ tiếp các bạn. Hi, ơi à. Cũng chưa vào được, cố lên. Hi, đây là một người mẹ panda đang sống ở một cái căn nhà rất là dễ thương này đúng không? Ủa sao sáng giờ mình không thấy các con của mình đang hết bệnh nè? Các con ơi. Dạ. Đây đây là bé Út nè, bé Út thì đang ngậm tre nha. Vì ngậm tre thì mới có thể lớn lên được đúng không nè. Đó. Còn đây chính là đây chính là bé Tư. Bé Tư thì đang chơi bóng nha các bạn, vận động tay chân nè. Rồi đây. Đây là bé Ba nha. Bé Ba thì rất là thích nằm trên đây. Các bạn biết tại sao không? Để chơi với những con rắn đó. Đây. Chào Panda nha, mình là Rắn Xanh. Và hôm nay á mình mới mang theo hai đệ tử của mình nữa. Đây chính là hai con rắn đỏ này nè. Ghê chưa, ghê chưa. Panda, Panda không có sợ đâu nha. Panda lanh lẹn lắm á. Ui, còn đây là Panda cả nè các bạn. Trời ơi, em chơi mấy con gì mà ghê quá vậy? Mình sợ quá các bạn ơi. Mình không dám đâu. Thôi bây giờ mình qua nhà các bạn Công chơi nha. Đây, mảnh đất hồng này là mảnh đất của các bạn Công đó. Ủa, các bạn Công của mình đâu rồi? Các bạn ơi. Gì gì mình đây nè. Tụi mình đang khởi động để chuẩn bị tập nhảy đó. Tập bung cánh nè. Ồ vậy hả? Vậy là mình sẽ ngồi đây ngắm các bạn. Các bạn Công cách đâu rồi nè? Đây đây đây, tụi mình ra nè. Xin chào Panda nha. À, có một bạn Công khác. Ê, mình không muốn tập nhảy đâu. Trời, thế này chỉ hợp để nằm nghỉ thôi. Mình phải tập nhảy trước để cho cái cánh của mình có thể bung ra đẹp nè. Mình sẽ cố gắng. Đây là Út Khỉ nha các bạn. Út Khỉ thì mới sinh ra thôi, nên là Út Khỉ có vẻ như là đang rất là sợ hãi với lại khu rừng này đúng không? Và đột nhiên Út Khỉ đang chơi dưới gốc cây và gặp một bà vượn. Hết hồn mà. Ủa sao con ở đây mà con không trèo lên cây để chơi đi? Con mới sinh ra nên là con chưa có biết trèo cây. Vậy là con hãy tập trèo cây đi. Trèo hoài thì chúng ta sẽ có thể trèo được từ cái này sang cái khác luôn đó. Ôi con sợ lắm, con không dám đâu. Vậy thì sẽ nhờ mẹ con ra đây giúp nha. Đây, đây, bây giờ chuẩn bị vô tư thế rồi nha. Chúng ta sẽ nhảy nha. Sợ quá, mẹ cho con xuống. Không được, chúng ta phải tập như thế này. Lần đầu thì mẹ cõng con, lần sau là con phải tự nhảy đó. Chúng ta sẽ đi băng qua luôn nha. Băng qua cái đường đua này luôn nè. Trời ơi, ghê quá, là rớt xuống sao. Thôi, đi. Trời ơi, con xỉu luôn, sợ quá à. Thôi, cứ đứng đây đi, chỉ cho con đứng đây. Con tập leo đi nha. Và ngoài ra thì cũng có những cái loài vượn khác cũng đang cho con mình tập leo cây nè các bạn. Tập làm quen với cây cối. Đó. Cùng lúc đó bộ tộc Cola cũng muốn cho con mình đi leo cây nè các bạn. Đây chính là loài Cola đặc biệt của khu rừng này, Cola hồng. Và đây là loài Cola phổ thông có màu xám đó. Thôi bây giờ chúng ta cùng leo thôi. Tăng tăng tăng. Mình phải leo nhẹ nhàng thôi các bạn ơi, con mình đang ngủ. Đó. Ây da. Đúng là leo cây cũng rất là vui nè. Bây giờ tới hai mẹ con mình leo nè. Leo lên. Mẹ ơi, mẹ con sợ. Thôi con cứ leo đi. Hai mẹ con mình đang phải cố gắng nè, con thấy không? Mẹ con Cola hồng leo lên tới đó rồi mà con cứ kéo mẹ hoài. Đi lên nè. Dạ. Ây da, cuối cùng cũng lên được nè. Giỏi ghê, hai mẹ con mình giỏi. Các bạn ơi, mình là mèo trắng đây nè. Đó, hôm nay thì mình mới nhớ ra là mình có hẹn với lại bạn Panda là sẽ chơi banh đó. Nhưng mà nãy giờ mình quên luôn, thì thấy có lỗi quá đi. Thôi bây giờ mình đi nha. Rồi đi qua cái chỗ công này nè. Các bạn ơi, né né qua cho mình đi với. Né né ra, rồi để mình né. Ai, xin lỗi Panda nha. Sáng giờ mình quên mà mình mới có chơi banh mới nè. Chúng ta cùng chơi nè. Thấy mẹ con nhà khu cao cỡ chơi banh vui quá thì mẹ con mình cũng không có cái cổ cao đến như vậy, nên là mẹ con mình sẽ tập thảy banh nha. Đứng xa xa vậy thảy mới nha hay nè. Rồi ê, đứng xa vậy con mình nó hơi lùn đó. Thảy nha, đây mà chuẩn bị thảy. Đây mình sẽ thảy ba cái banh mà con thấy chụp lẹ nè. Đây mình đang chụp banh nha các bạn. Hi, đã quá đi, chơi banh rất là vui luôn. Bố ơi, mẹ với chị chơi banh vui quá bây giờ bố dạy con môn gì? Bố sẽ dạy con nhảy dây nha. Chịu không nè? Dạ chịu. Rồi mình sẽ đứng đây. Bây giờ thì mình sẽ dạy cái dây cho hai bạn này nha. Đó, còn con nè. Nhảy dây thôi. Còn đây là bạn Dumbo nè các bạn. Bạn ấy đang đứng phun nước nha. Đây, đứng đây. Phun nước lên nè. Tăng 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 tăng. Ây da, bạn phun nhẹ nhẹ thôi, bạn phun vô đầu mình rồi nè. Cho mình xin lỗi nha. Còn bạn Voi này thì đang uống nước nè các bạn. Miệng mình nói ghét ghê luôn á. Đây là mẹ con Voi nha. Đó thì đang đứng uống nước luôn nè. Thôi hai mẹ con này bự quá, cho qua đây. Đó, bạn này qua đây. Đây. À có một bạn Voi nữa nè các bạn. Trong này siêu nhiều Voi luôn á. Đứng đâu nhờ? À, mượn cho bạn vượn đi. Thôi đứng đây. Yeah. Nói thế là đủ cho bầy Voi uống nước rồi nè. Còn trong dưới cái sông này, cái hồ này thì có một đàn cá sấu siêu ghê luôn. Cái này nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ mà cái hồ, cái sông này nó siêu sâu luôn á. Nước chảy thì siêu xiết luôn. Đây, các bạn ấy đứng đầy vậy á, nhưng mà nhìn mặt các bạn này cũng rất là thân thiện đúng không nè.
La la la, hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc đua gay cấn nhất năm. La la la, xin mời các bà con cùng xem. Đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu các thí sinh nha. Thí sinh đăng ký đầu tiên đó chính là anh em nhà kangaroo. Vỗ tay. Thí sinh tiếp theo, gấu hồng. Xin chào, nó sẽ sáng vô nào, nó sẽ sáng vô. Thí sinh tiếp theo, chồm nâu. Đó, chào các bạn. Tiếp theo chúng ta có một loài gấu rất là dễ thương, gấu trắng. À, và chúng ta có một đối thủ nặng ký của con. Yeah, mình sẽ quyết tâm giật giải ha các bạn. Đây chính là các thí sinh thi của chúng ta nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái cổ động viên như là bạn Hồng Hạt nè. Đây. Và bạn Nai nữa nha. Bạn Nai sẽ đứng đâu đây nhờ? À, bạn đứng đây nè. Để tôi đích là bạn nó la lên luôn. Và sau đó mẹ ơi, mẹ cổng con đi chứ con không thấy gì hết á. Năm sau là ban tổ chức á phải tổ chức một cái cuộc đua chạy chậm nhất nha. Để nhà mình còn có cái thi nè. Trời, nhà mình vừa lùn mà còn vừa đi chậm đó các bạn, giờ mới đến luôn nè. Đó. Bây giờ cuộc đua bắt đầu. Kangaroo đang thổi lên rất là nhanh các bạn ơi. Cổ vũ nào. Các bạn đi đến đây rồi, nhảy siêu nhanh luôn nè. Tiếp theo chính là bạn gấu hồng nè. Ây da, dạo này hồi sáng mình ăn hơi nhiều một tí, giờ chưa có tiêu các bạn. Còn mình là chồn, mong là hôm nay mình sẽ tiến bộ hơn những ngày rồi. Ây da, sao cũng vậy vậy ta, mình cũng vẫn còn thua những bạn đó nè. Bạn gấu trắng, cố lên thôi. Bạn gấu hồng, cố lên. Ây da, bây giờ tới mình chạy thôi. Trời ơi các bạn ơi, đối thủ cọp con chạy quá nhanh nè. Các bạn đã sắp đến đích rồi, chúng ta hãy cổ vũ nồng nhiệt lên nào. Yeah, đến đích rồi nè. Cố lên các thí sinh còn lại, chúng ta còn giải nhì nha. Chạy thôi, mình phải cố gắng lên. Trời ơi, đừng nhanh mà nhảy chứ mệt em luôn các bạn. Cố lên nha. Và anh em nhà kangaroo chúng ta đã đến gần với lại vạch đích rồi. À, yeah, vậy là mình giải nhì. Chạy thôi. Cố lên. Ba, chúng ta một bạn gấu trắng. Ây da, cuối cùng mình cũng đã đến đích rồi. Gấu hồng và bạn chồn đang rất là cố gắng nha. Cố lên. Về thứ tư, đó chính là gấu hồng. Complete the mission. Cuối hả? Mà mình cũng phải cố được đến đích các bạn ơi. Ôi, cuối cùng cũng đến đích rồi. À, chúng ta tuyên bố giải hôm nay, giải nhất đó chính là bạn cặp con. Bạn ấy sẽ nhận được một cái bông hoa hồng ngọc nè. Và người trao giải chúng ta hôm nay chính là bạn heo. Đây, bà heo nha, quý bà heo. Rồi này, ta sẽ trao giải cho con nha. Hãy phát huy khả năng của mình, con cảm ơn. Về gì chúng ta cũng có một món quà đặc biệt không kém, đó chính là một bông hoa lục bả đó các bạn. Đây, xin trao tặng cho anh em nhà kangaroo nè. Con cảm ơn rất là nhiều. Chúng ta cùng đứng chụp một tấm hình thôi nè. Ây da, mình cũng đã thắng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cầm miếng ngọc này, mình dùm heo với lại bố của mình nha. Đây, bố của mình đang chạy theo nè các bạn. À, con trai của ta. Bố ơi, hôm nay con chạy đua, con hạng nhất luôn á. Con được nguyên một cái bông hoa màu hồng nè, đẹp không? À, con của ta giỏi quá đi. Đúng là không khổ công ta đã luyện cho con mà. Yeah. Các bạn ơi, bạn là cũng có quà hết nha. Đó, các bạn đang đứng ở đây để chụp hình với lại bố mẹ của mình nè. Vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ tặng cho mình một cái like, share và nhấn đăng ký kênh Bảo Minh Channel nhé. Bye bye, tạm biệt các bạn.